Tại sao bẫy bìm bịp chỉ đứng trên cây mà không xuống đá? Đây là câu hỏi mà em Hữu nhận được rất nhiều từ các bác mới chơi. Đây là một ví dụ nhé. Với địa hình như thế này, bên phải là bụi giữa rậm, con chim sẽ làm tổ trong này. Bên trái là rừng cây thông thưa, ở giữa có một con đường mòn. Nếu chúng ta đặt bẫy ở đây dưới gốc cây hoặc dưới gốc cây kia kìa, dưới gốc cây keo ấy, thì chim sẽ rất nhanh xuống. Còn nếu chúng ta đặt ở chỗ khác, chim sẽ rất lâu xuống. Bìm bịp là loại định cư có sự cạnh tranh cao về lãnh thổ, chính vì thế muốn nó nhanh xuống đá thì chúng ta phải đặt bẫy trúng cái lãnh địa của nó. Thứ hai là càng gần tổ nó thì càng tốt. Nó nghe thấy tiếng kêu phát ra từ loa, nó sẽ nghĩ rằng có kẻ xâm chiếm lãnh thổ của nó và lập tức nó sẽ bay về và bảo vệ. Thấy con mồi là nó sẽ lao xuống đá.